Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ hôm nay, trước khi đến với những giai điệu về mảnh đất xinh đẹp đầy quyến rũ Lạc Dương qua những ca khúc đoạt giải cao trong cuộc thi viết về Lạc Dương trên đường đổi mới, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua một chặng đường dài với biết bao biến đổi, Hội Nông dân và giai cấp nông dân tự hào rằng trong chặng đường lịch sử ấy, tổ chức hội và giai cấp nông dân đã gắn vận mệnh của mình với vận mệnh của dân tộc. Từ hội thợ cày thợ cấy đến hội nông dân cứu quốc đã góp phần làm nên cách mạng tháng 8. Không chỉ có vậy, giai cấp nông dân đã đóng góp to lớn sức người, sức của cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân viết nên trang sử chói ngời bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm nay, Thư viện Lâm Đồng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Cẩm nang pháp luật dành cho Hội Nông dân, Hội Làng Vườn và Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Sách do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2017 với 376 trang, khổ 20 x 28cm. Nội dung cuốn sách gồm 6 phần chính. Phần thứ nhất, quản lý chung của nhà nước về hội. Phần 2, văn bản pháp luật về Hội Nông dân Việt Nam. Phần 3, điều lệ Hội Làng Vườn Việt Nam. Phần 4, điều lệ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Phần 5, những tấm gương làm giàu của nông dân trên cả nước. Và phần 6, tham khảo một số hình ảnh những giống cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao và những mẫu cây cảnh đẹp. Hy vọng với cuốn cẩm nang này sẽ giúp bạn đọc nắm bắt và tìm hiểu được những quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý của nhà nước đối với các hội nêu trên, từ đó phát huy quyền làm chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc. Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Lạc Dương, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã phối hợp với huyện Lạc Dương tổ chức trại sáng tác âm nhạc với chủ đề Lạc Dương trên đường đổi mới, nhằm tìm ra những tác phẩm hay, ngợi ca vẻ đẹp cũng như bản sắc văn hóa riêng của mảnh đất này. Để quý vị biết thêm về cuộc thi sáng tác này, mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự ghi nhận từ cuộc thi viết ca khúc về Lạc Dương. Trại sáng tác âm nhạc với chủ đề Lạc Dương trên đường đổi mới do Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tổ chức từ tháng 4 năm 2018. Trong thời gian diễn ra trại viết, các trại viên đã thâm nhập thực tế, gắn bó với thực tiễn lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc Lạc Dương, tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào. Nội dung các sáng tác là bức tranh tươi sáng, muôn màu về quê hương Lạc Dương đổi mới sau 40 năm hình thành và phát triển. Ở đó là những hình ảnh sống động về đất nước con người Lạc Dương, với tình yêu màu xanh của núi rừng, sự đổi thay của nông thôn nông nghiệp từ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang đi lên hiện đại hóa. Đó còn là những khu du lịch địa danh cụ thể, những con người cụ thể đang ngày đêm gìn giữ vẻ đẹp của không gian văn hóa và không gian sinh tồn của đồng bào các dân tộc Lạc Dương. Tất cả các tác phẩm đều mang hơi thở của cuộc sống, hòa quyện vào âm hưởng các làn điệu dân ca của người Lạc bản địa và các dân tộc Tây Nguyên,
tạo nên bức tranh đa sắc màu, đa hình ảnh, đa giai điệu. Sau hơn 5 tháng, ban tổ chức đã chọn ra một số tác phẩm đáp ứng được điều kiện của ban tổ chức đề ra để trao giải thưởng. Giải nhất được trao cho nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Thu. Đây là một ca khúc pop rock Lạc Dương vươn tầm cao mới, mang hơi thở đăng kia với thung lũng vàng thơ mộng. Dương cũng phát động cái phong trào sáng tác về Lạc Dương, về thời kỳ đổi mới, thì Minh Thu cũng có giành được một tác phẩm
để tham dự kỳ thi vừa rồi, và thực sự thì cũng rất là vui khi mình nhận được cái giải nhất trong cái đợt thi vừa rồi. Ca khúc này thì Minh Thu cũng viết về một số hình ảnh của Lạc Dương, về Lang Biang, về thung lũng Đan Kia, Suối Vàng, rồi về cái sự phát triển của nhân dân Lạc Dương. Cũng hy vọng rằng ca khúc của mình sau này sẽ được phổ biến rộng rãi trong đời sống văn hóa của nhân dân huyện Lạc Dương. Đồng giải nhì là hai ca khúc Lang Biang Lạc Dương của nhạc sĩ Vũ Uy và Lạc Dương Bi Đúp Lang Biang của nhạc sĩ Tú Minh. Nhạc sĩ Tú Minh viết bằng chất liệu dân gian nhẹ nhàng. Ông đã viết về ba địa danh Lạc Dương, Bi Đúp, Lang Biang thân thuộc nổi tiếng của huyện Lạc Dương. Thì phồn hoa lại có những cái quý
của cái Lạc Dương, đó là Vĩ Đúc, Lang Biang, là hai cái địa danh lúc viện vào trong cái không gian của núi rừng là cái cổng chiêng. Chính vì vậy mà tôi thấy rất là sung sướng và tự hào khi mà viết về và nghĩ đến cái ngày mà kỷ niệm những thành quả của Lạc Dương. Và hôm nay thì tôi lại được giải nhì trong cuộc thi sáng tác này, tôi rất được sung sướng và tự hào. Nhạc sĩ Chinpam Rapi và nhạc sĩ Phạm Ngọc Lợi với ca khúc Duyên dáng Lạc Dương, thơ Nông Quy Quy, Màu mắt đăng kia được nhận giải ba. Nhạc sĩ Phạm Ngọc Lợi vốn là nhạc công chuyên nghiệp. Anh đã viết ca khúc Màu mắt đăng kia với giai điệu pop rock sôi động khá ấn tượng. Xoăn tóc cỏ hồng nghiêng nghiêng trên đồi tìm nắng mai. Kia sương sương dáng Lang Biang huyền thoại bao thu hoang. Đàn chim lượn lờ trao cánh soi gương in bóng mặt hồ họa tranh thơ. Bao ngày tháng trôi đi nơi đây lặng lẽ soi đời, bao mùa cõi lá thay lặng thầm mẹ đang chiếu màu. Em trầm lắng nơi đây bao ngày miệt mài hiến dâng, vườn suối về tươi ngọt ngào thơm hoa trái. Ghi từng bước chân qua nơi này lữ khách phương xa, nay còn mãi trong tim ban sơ tìm dáng phố cao. Em còn mãi nơi đây đong đầy bao tia sáng đêm để phố cao nguyên rực màu muôn hoa. Cao nguyên rực lang gọi lang đang bừng sáng, vì có em lang đọng bao ký ức, vì có đôi mắt trong từng đã cho anh bình yên sớm chiều. Nơi đây tình đất hồ xanh như màu mắt, thầm trách lòng vẫn đục vô tâm vì mong đôi mắt em còn mãi xanh trong rọi chiếu bầu trời. Xoăn tóc cỏ hồng nghiêng nghiêng trên đồi tìm nắng mai. Kia sương sương dáng Lang Biang huyền thoại bao thu hoang. Đàn chim lượn lờ trao cánh soi gương in bóng mặt hồ họa tranh thơ. Bao ngày tháng trôi đi nơi đây lặng lẽ soi đời, bao mùa cõi lá thay lặng thầm mẹ đang chiếu màu. Em trầm lắng nơi đây bao ngày miệt mài hiến dâng, nguồn suối về tươi ngọt ngào thơm hoa trái. Ghi từng bước chân qua nơi này lữ khách phương xa, nay còn mãi trong tim ban sơ tìm dáng phố cao. Em còn mãi nơi đây đong đầy bao tia sáng đêm để phố cao nguyên rực màu muôn hoa. Cao nguyên rực nắng gọi Lang Biang bừng sáng, vì có em lắng đọng bao ký ức, vì có đôi mắt trong từng đã cho anh bình yên sớm chiều. Nơi đây tình đất hồ xanh như màu mắt, thầm trách lòng vẫn đục ai vô tâm vì mong đôi mắt em còn mãi xanh trong rọi chiếu bầu trời.
cho ta niềm riêng. Giữ mạch nước nguồn, đừng vì riêng ta mang bao niềm đau muôn nơi. Giữ in núi đồi, để Làng Biếng mãi ấm áp tình người về đây. Giữ xanh mắt hồ, đời đời mai sau luôn trong hạnh phúc ngập tràn. Giữ in núi đồi, để Làng Biếng mãi ấm áp tình người về đây. Giữ xanh mắt hồ, đời đời mai sau luôn trong hạnh phúc ngập tràn. Chào mừng ngày thành lập huyện Lạc Dương, thì tôi có viết cái bài Màu Mắt Trong Đăng Kia. Thì qua cái bài hát này thì cũng muốn nói tới về cái môi trường xanh và sạch của cái dòng sông Đăng Kia. Một giới ba nữa là ca khúc Bên Thung Lũng Trăm Năm của nhạc sĩ Cao Nguyên, được phổ từ những vần thơ lãng mạn trên mảnh đất của truyền thuyết núi Bà Lam Giang, nơi neo lại cuộc tình trăm năm của nhà thơ Lê Đình Trọng. Ngoài một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba, ban tổ chức đã trao giải khuyến khích cho bốn ca khúc, đó là Đỉnh Trời Mộng Mơ của nhạc sĩ Bùi Văn Kiến, ca khúc Trọn Tình Với Lam Giang của nhạc sĩ Vi Quốc Hiệp, Lam Giang của nhạc sĩ Minh Huệ, thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên, và ca khúc Ngày Mới Buông Làng của nhạc sĩ Hà Quang Chính. Tất cả các tác phẩm được trao giải lần này đều mang hơi thở của cuộc sống, hòa quyện vào âm hưởng các làn điệu dân ca của người Lạc bản địa và các dân tộc Tây Nguyên, tạo nên bức tranh đa sắc màu, đa hình ảnh, đa giai điệu, để người cảm nhận lúc thì lắng động, lúc thì vút bay dạt dào cảm xúc. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức nhiều đợt sáng tác đi về vùng sâu, vùng xa, đi đến những cái đơn vị, thậm chí có những cái nhân vật điển hình và các anh chị em nhạc sĩ, và kể cả trong đó có một số nhà thơ đã viết những cái tác phẩm rất thực tế, rất là sâu từng những cái thể loại như ca, đơn ca, song ca, tốp ca, và những hình thức của những cái thể loại này tất cả đều dựa trên âm nhạc dân gian, dân tộc bản địa. Một số bài hát phản ánh được đời sống của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tự hào về con người Lạc Dương, về văn hóa Lạc Dương của các dân tộc bản địa. Ngoài ra còn có viết về những cái vùng đất mới, những cái làng du lịch mà rất nổi tiếng hiện nay như làng Cù Lần, rồi đến những cái công nghệ cao. Và các tác giả đã đi sâu vào những cái bài hát mà mang hơi thở vừa là kết hợp âm nhạc dân gian dân tộc và phối hợp một âm nhạc hiện đại, tạo nên một cái không khí hết sức là tưng bừng, hết sức là sống động và rất là gần gũi với đời thường, đặc biệt là hợp với âm nhạc của giới trẻ. Để tôi cho một cái cuộc thi như thế này mà ở một cái huyện tổ chức, đây là một cái thành công rất lớn của lãnh đạo huyện, Ủy ban Nhân dân của huyện Lạc Dương và lãnh đạo của Hội Văn học Nghệ thuật, đặc biệt là một số anh em nghệ sĩ đã tận tâm, tận lực, rồi tìm tòi, nhiệt tình để sáng tác nhiều ca khúc rất hiệu quả cho cái cuộc thi lần này. Đây cũng là dịp để các nhạc sĩ viết nên những tác phẩm mới, ngợi ca vùng đất Lạc Dương, hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện. Những tác phẩm ra đời hôm nay, hy vọng rằng trong thời gian không xa, sẽ trở thành những tác phẩm âm nhạc có sức lan tỏa, những đứa con tinh thần ca ngợi hạnh phúc, cuộc sống tươi đẹp của vùng đất Lạc Dương, Lâm Đồng chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy, 7 giờ sáng thứ Hai và thứ Sáu, 23 giờ tối thứ Năm tuần tiếp theo cũng trên sóng LTV. Tới đây Hương Thanh cùng những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.